bị chiến thần Hà Linh chê nhà hàng, Trấn Thành phản hồi gây sốt. Được ưu ái trao tặng danh xưng chiến thần review, Võ Hà Linh gây sốt cộng đồng mạng khi luôn đưa ra những quan điểm khách quan, khen chê rõ ràng. Ngay sau clip cô review nhà hàng của Trấn Thành khiến dư luận xôn xao, phía nam nghệ sĩ nhanh chóng đưa ra phản hồi. Từ một beauty blogger triệu view trên YouTube, Võ Hà Linh đã tiếp tục chinh phục trái tim người xem với thái độ công tâm, khen chê rõ ràng của mình trên nền tảng TikTok. Mới đây, Võ Hà Linh đã tới quán ăn của nam nghệ sĩ Trấn Thành để trải nghiệm và review. Đến quán, nữ YouTuber đã gọi 3 món nước và hơn 10 loại thức ăn để đánh giá sự đồng đều về chất lượng của các món ăn. Trong đó có những món Hà Linh đã chi ra hơn 400.000 đồng để trải nghiệm. Hầu hết các món ăn của quán Trấn Thành đều được Hà Linh đánh giá cao, ăn ngon miệng và bày trí đẹp mắt. Tuy nhiên, ở một vài món hải sản như canh bào ngư Nhật thượng hạng, cô thất vọng khi sò điệp và bào ngư không tươi, thậm chí có phần hơi tanh. Trước chia sẻ của chính thần Hà Linh, đại diện nhà hàng Trấn Thành đã ghi nhận, đưa ra phản hồi thực khách. Nhà hàng thừa nhận sẽ tiếp thu và sửa đổi những gì chưa tốt. Dòng chia sẻ của nhà hàng bên dưới bài đăng như sau: cảm ơn Hà Linh đã bớt chút thời gian ghé nhà hàng Ama trong chuyến công tác ở Sài Gòn lần này. Ama rất cảm ơn bạn đã để lại một feedback chi tiết và chân thành từ cảm nhận của bạn. Ama luôn lắng nghe và khắc phục những gì chưa tốt và phát triển những gì khách hàng đã gửi gắm tình yêu cho món. Ama mong sẽ có dịp đón tiếp bạn nhiều hơn nữa cho những lần ghé Sài Gòn sau nhé. Với thái độ cầu thị sẵn lòng lắng nghe đóng góp, quán ăn của ông xã Harry Won hiện đang được nhiều sự ủng hộ của dân tình. Sau khi biết được thông tin, nhiều khách hàng cho biết họ sẽ thử đến quán thưởng thức món ăn và trải nghiệm dịch vụ của nhà hàng.